Hiền. Hà Đan rất hy vọng rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì quý vị sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên bấm nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những tin tức mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Trấn Thành, tôi còn trẻ mà, có con thì lo lắm, tôi sợ mình không đủ trách nhiệm. Anh Nam là người đàn ông của gia đình nên khi có con thì rất vui. Còn tôi hiện nay còn trẻ mà, có con thì lo lắm, tôi sợ mình không đủ trách nhiệm, Trấn Thành nói. Mới đây tập 5 chương trình ca sĩ thần tượng lên sóng với nhiều tiết mục hấp dẫn thú vị. Như thường lệ, mở màn chương trình là phần giao lưu của ba vị giám khảo MC Trấn Thành, ca sĩ Phương Thanh và đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Trong lúc cả ba giám khảo cùng bước ra sân khấu, mọi người vô cùng ngạc nhiên khi thấy đạo diễn Hoàng Nhật Nam đột nhiên thay đổi phong cách ăn mặc từ lịch lãm quý trọng sang trẻ trung lãng tử, Trấn Thành nói. Tôi thấy rất ngạc nhiên khi năm nay anh Nam rất quan tâm đến thời trang, tập nào anh ấy cũng mặc đồ đẹp. Có khi nào anh ấy mới yêu nên mới thay đổi như vậy chăng? Đạo diễn Hoàng Nhật Nam nghe vậy liền hốt hoảng ngăn Trấn Thành lại. Trấn Thành tính đốt nhà à, tôi có vợ rồi. Trấn Thành lập tức sửa lại và nói. Vậy chắc anh Nam phải có một niềm vui nào đó trong năm nay nên mới yêu đời và thay đổi như vậy. Phải chăng anh ấy định lấn sân sang showbiz? Lúc này đạo diễn Hoàng Nhật Nam thổ lộ. Nói tôi có niềm vui là đúng, tôi vừa có em bé xong. Phương Thanh thấy thế liền thốt lên. Nói tới việc có em bé, tôi mới nhớ tuần trước tôi có hỏi Trấn Thành chừng nào có em bé, thế mà hôm qua tôi nằm mơ thấy Trấn Thành có em bé luôn. Trấn Thành nghe Phương Thanh nói xong liền tỏ ra lo lắng hồi hộp. Để lý giải cho thái độ của mình, anh kể ra một câu chuyện từ quá khứ. Chị Chanh có một khả năng rất đặc biệt mà tôi từng được chứng kiến. Hồi xưa cái thời tôi còn đi thi bước nhảy xì tin, tôi hay đi với chị Chanh. Lúc đó chị Chanh đã làm giám khảo, còn tôi mới bắt đầu bước chân vào nghề MC, chưa được nổi tiếng chú ý như bây giờ. Có lần ra Đà Nẵng làm show tôi bị thất tình nên mới hỏi chị Chanh cho mình lời khuyên vì chị từng trải. Tôi có đưa hình cô bạn gái cũ cho chị Chanh xem, chị ấy hỏi luôn, em quên nó đi, nó sẽ không thuộc về em đâu. Trấn Thành hoảng hốt khi nghe Phương Thanh nói, tôi nghe xong sợ quá, trong lòng còn giận chị Chanh vì không chịu vun vào, lại bảo tôi chia tay. Nhưng hôm sau về, người yêu tôi bỏ tôi ngay luôn, trời ơi tôi không ngờ Phương Thanh phán cái gì đúng cái đó. Sau kể lại câu chuyện của mình, Trấn Thành mới chia sẻ lý do vì sao anh sợ lời tiên đoán của Phương Thanh về chuyện có con, anh nói. Bởi vậy nên Phương Thanh đừng phán chuyện có con, không tôi dính cái là tôi xỉu đó. Anh Nam là người đàn ông của gia đình nên khi có con thì rất vui, còn tôi hiện nay còn trẻ mà, có con thì lo lắm, tôi sợ mình không đủ trách nhiệm. Phương Thanh nghe vậy liền giả vờ hờn dỗi, vậy khi nào muốn có con thì đừng hỏi tôi nhé, tôi không nói nữa đâu. Được biết Trấn Thành Harry đã kết hôn được vài năm, nhưng hiện tại cả hai vẫn sống đời sống một cặp vợ chồng son. Thường xuyên đi chơi, ăn uống tận hưởng cuộc sống. Đã nhiều lần Trấn Thành bị hỏi về chuyện bao giờ có con, nhưng anh thẳng thắn trả lời rằng ở thời điểm hiện tại cả anh và vợ đều chưa muốn có con để tập trung sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống. Sau khi quay phim ở Bình Thuận, Thúy Diễm xác nhận phải cách ly. Nữ diễn viên Thúy Diễm cho biết bộ phim khi được đóng máy cũng là lúc cô và ekip sẽ tự cách ly. Nữ diễn viên Thúy Diễm đang tham gia dự án phim mới tại Bình Thuận. Hiện tỉnh này đã có nhiều ca dương tính COVID-19 và đang được cách ly điều trị. Trên trang cá nhân, vợ Lương Thế Thành thu hút sự chú ý khi chia sẻ dòng tâm sự buồn khi đi quay phim xa nhà, cô viết: "Thôi rồi, ba chị em sớm chữa hoang của cát đỏ chuẩn bị đi cách ly, giờ quay xong sớm cũng không được về nhà nữa rồi." Được biết, bà xã Lương Thế Thành xa chồng con nhiều tháng nay tham gia dự án phim mới tại Bình Thuận. Vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe chồng con, nên sau khi phim đóng máy, nữ diễn viên và đoàn phim sẽ cách ly 14 ngày. Trước đó, Thúy Diễm cũng đăng một status khác bày tỏ sự lo lắng khi khu nhà cô ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đang thuộc dạng cách ly. Cô viết, đi làm xa mà giờ nghe tin khu nhà mình bị cách ly, rầu từ qua tới giờ chẳng làm gì nổi. Nguyện cầu bình an cho gia đình và mọi người, phim ơi lẹ lẹ mau hết cho mình về với cha con ổng đi. Chồng, đồng nghiệp và đạo diễn động viên Thúy Diễm. Như vậy, khi Lương Thế Thành và con trai hết thời hạn cách ly 14 ngày, thì Thúy Diễm bắt đầu cách ly cùng đoàn phim. Bên cạnh đó, cộng thêm lệnh giới nghiêm 15 ngày của chính phủ, thời gian để Thúy Diễm hội ngộ chồng con cũng bị kéo dài hơn. Dẫu có chút buồn bã, Thúy Diễm liên tục chia sẻ những thông tin hữu ích về phòng chống dịch bệnh. Cô khuyên mọi người nên ở yên trong nhà, hạn chế tiếp xúc nơi đông người. Dưới phần bình luận, Lương Thế Thành còn động viên vợ một cách hài hước. Coi ở ngoài đó đánh bắt cá phát triển sự nghiệp đi là vừa, khi nào hết cách ly là có số vốn về nuôi chồng con. Hay, về đây đi, anh dắt em đi vòng vòng trong nhà vui lắm, một tháng nay anh đi rồi vui không thể tả. Khu nhà đang cách ly, Thế Thành lầy lội chia sẻ, một tháng nay chỉ đi vòng vòng trong nhà. Những status của Thúy Diễm nhận được nhiều lời động viên từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Đông đảo dân mạng khen ngợi suy nghĩ thấu đáo của nữ diễn viên khi trở về từ vùng có dịch để đảm bảo sức khỏe gia đình và cộng đồng.
Minh Nhí, Minh Luân cùng tưởng nhớ cố nghệ sĩ Anh Vũ sau một năm qua đời. Thấm thoát Anh Vũ đã qua đời được một năm, vì tình hình dịch bệnh nên những bữa tiệc tụ họp không thể thực hiện. Vào ngày này năm ngoái 1/4/2019, cả showbiz Việt bàng hoàng trước thông tin nghệ sĩ hài Anh Vũ qua đời trong chuyến lưu diễn tại Mỹ. Đến hiện tại, nguyên nhân của sự ra đi này vẫn chưa có câu trả lời cụ thể. Thời điểm đó, các nghệ sĩ kêu gọi quyên góp để gia đình anh có đủ chi phí, đưa thi thể cố diễn viên về nước mai táng. Hồng Vân là người ra tận sân bay đón di ảnh của anh. Minh Nhí tưởng nhớ đồng nghiệp thân thiết. Mới đây nhất trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ Minh Nhí cũng chia sẻ hình ảnh thân thiết với cậu em và viết những lời tâm sự sau một năm anh Vũ ra đi mãi mãi. Cụ thể Minh Nhí bộc bạch, một năm rồi em nhỉ, dịch bệnh nên ở nhà, chống dịch, không lên thăm em được, hết dịch rồi sẽ lên thăm em hén. Bây giờ thành thói quen ăn uống gì anh cũng mời em về dùng, không biết em có nghe không ta. Ở trên trời em hãy an nhiên nha và nhớ luôn phù hộ sức khỏe cho mọi người. Hình hai anh em lưu diễn ở Hàn Quốc. Cả hai là đồng nghiệp, anh em diễn chung ở sân khấu Phú Nhuận bao năm qua nên họ rất thân thiết với nhau. Giữa họ có khá nhiều tiểu phẩm đóng chung. Minh Luân lên thăm mộ đàn anh. Cũng trong ngày tròn một năm anh Vũ qua đời, đàn em Minh Luân đã dành thời gian đến viếng mộ anh. Nam diễn viên tâm sự rằng mọi người đã có ý định sẽ tổ chức tiệc ăn uống với nhau nhưng vì dịch bệnh nên phải tạm hủy. Nam diễn viên mời bia đàn anh. Hôm nay ngày giỗ của anh Vũ, em đã có dự định làm 3-4 bàn, che rạp nhỏ tại nơi đây để làm giỗ đầu cho anh. Nhưng vì dịch bệnh nên đành hủy kế hoạch, thậm chí mấy anh em như em Thanh Duy, Khai Ly, Quách Cung Phong, Hữu Tính, Israel, Minh Cao còn phải chia thời gian ra để đến viếng anh. Anh Vũ hiểu và thông cảm cho tụi em nhé. Và nay em có mang đến mấy món anh Vũ thích, mong anh ấm lòng yên nghỉ nơi Đức Phật. 1/4/2019, 1/4/2020, Minh Luân tâm sự. Vì dịch bệnh nên anh chỉ có thể đi một mình đến thăm anh Vũ. Bao năm qua, các nghệ sĩ như Minh Nhí, Hồng Vân, Anh Vũ, Minh Luân rất thân thiết với nhau, từ công việc đến đời sau, họ có nhiều thời gian trò chuyện, tương tác, làm việc chung ở một sân khấu. Dù anh Vũ ra đi mãi mãi, nhưng trong tâm trí các đồng nghiệp thì anh luôn bên cạnh và ủng hộ mọi người. Trường Giang bức xúc vì quanh năm phải mua quà cho nhà Phương ngay trên sóng truyền hình. Trường Giang than thở cả năm đàn ông không có ngày nào, còn phụ nữ thì biết bao nhiêu ngày. Ngày nào cũng phải mua quà, thậm chí ngày 1 tháng 6 mua quà cho con cũng bị vợ lấy mất. Vừa qua trong chương trình Kỳ Tài Thách Đấu tập mới, có sự xuất hiện của Dennis Đặng, Quỳnh Lương và Nguyễn Trần Trung Quân. Màn giao lưu của các khách mời cùng dàn MC khiến khán giả thích thú. Lời chúc của Lâm Vĩ Dạ dành cho mọi người gây ra màn tranh cãi cho mọi người. Bà xã của Hứa Minh Đạt nói, chúc cho Xuân Hạ Thu Đông đàn bà sẽ lấy hết tiền đàn ông. Trong khi Harry Won đồng tình ủng hộ thì cánh đàn ông trong chương trình lại kịch liệt phản đối. Các nghệ sĩ chia làm hai phe liên tục tranh luận nhau về vấn đề này. Trường Giang tỏ rõ sự bức xúc. Cả năm đàn ông không có ngày nào, còn phụ nữ thì biết bao nhiêu ngày, ngày nào cũng phải mua quà. Anh còn tiết lộ rằng quanh năm suốt tháng, bất kể ngày lễ nào cũng phải mua quà cho vợ từ Valentine 8 tháng 3, 20 tháng 10. Đến cả quốc tế lao động cũng phải móc hầu bao chiều bà xã Nhã Phương. Điều đáng nói là quy luật kỳ lạ trong nhà của mười khó. Từ khi sống chung với Nhã Phương, gia đình tôi luôn có một quy luật kỳ lạ là tặng quà. Quanh quay, no return. Chỉ có tôi tặng cho vợ, còn vợ tôi không bao giờ tặng lại tôi. Thậm chí những ngày không dành cho phụ nữ nhưng vẫn bị biến thành ngành cho phụ nữ. Và tôi phải mua cho vợ. Ngày 1 tháng 6 mua quà cho con thì bà vợ tôi cũng lấy mất. 2 tháng 9 tôi phải dắt cô ấy đi chơi rồi trả tiền. Đến ngày 20 tháng 11 phải mua quà cho bà vợ đi tặng thầy cô. Nghe xong bí mật này, cả ba nghệ sĩ đội chủ nhà vô cùng bất ngờ vì vị thế thật sự của Trường Giang trong gia đình. Điều này cũng chứng tỏ rằng anh rất yêu thương và cưng chiều vợ. Cả trường quay bật cười khi nghe Trường Giang bức xúc kể lại. Các đàn em còn chưa chọc vị thế của mười khó trong gia đình khi Lâm Vĩ Dạ lên tiếng. Nhưng phụ nữ chịu nhiều thiệt thôi. Trường Giang cho rằng, tôi đang đòi lại công bằng cho cánh đàn ông. Harry Won còn thanh minh cho Nhã Phương. Đó là vì hạnh phúc gia đình, phụ nữ làm mọi thứ đều vì gia đình hết, chứ không sống vì mình. Trong showbiz, Trường Giang vốn nổi tiếng là ông chồng chiều vợ, ông bố yêu con hết mực. Màn bức xúc tố vợ bất công. Càng ngày càng cho thấy mười khó cưng chiều vợ vô điều kiện như thế nào. Trước đến nay, Nhã Phương từng nhiều lần khiến khán giả trầm trồ khi khoe quà ông xã tặng. Ngay cả không có dịp gì đặc biệt, Trường Giang cũng bí mật mua quà hàng hiệu cho vợ. Cách đây không lâu, Trường Giang đã khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ về việc đã bỏ số tiền khủng để bà xã Nhã Phương được thoải mái xem phim. Nam danh hài đầu tư 500 triệu để làm hẳn phòng chiếu phim tại nhà riêng vì bà xã thích. Có phòng chiếu phim tại nhà, vợ chồng anh không cần đi ra rạp xem phim. Theo mô tả của chàng hề xứ Quảng, diện tích rạp phim thu nhỏ trong nhà là 16m2 và làm ở nhà mới. Sự chiều chuộng của Trường Giang dành cho bà xã còn thể hiện ở việc trong đám cưới MC Hoàng Oanh, nam danh hài chạy đi mua trà sữa cho vợ chỉ vì Nhã Phương thích. Hay ngay như mới đây,
Mặc dù đang phải thực hiện tự cách ly, nam danh hài vẫn chuẩn bị sẵn bếp nướng, ướp sẵn thịt để vợ mang đi làm. Nam danh hài đích thân đi mua trà sữa cho vợ, giờ giải lao cũng phải tranh thủ gọi điện cho vợ con, không ngại bế bồng cõng vợ qua những chỗ khó đi. Vào tối muộn ngày 8 tháng 3, Trường Giang đã tặng hoa và quà cho Nhã Phương, dù đang tự cách ly bảo vệ vợ con. Mới đây cặp vợ chồng vừa khoe ảnh đính hôn bên bờ biển từ năm 2018.